Mỏ vàng dưới đáy sông. Chú hai này, ba mất cũng gần được một tháng rồi. Anh em mình cũng nên tính tới chuyện chia gia tài chứ nhỉ? Chia gia tài ư? Ý anh là sao ạ? Chú cũng đã đến tuổi lập gia đình, nên có một cơ ngơi riêng, không thể ở chung với anh chị mãi được. Vậy anh tính thế nào ạ? Nhà anh chị đông người, lại còn có các cháu nhỏ. Thế nên anh chị sẽ lấy căn nhà này, còn phần chú là mảnh ruộng ngoài kia. Chỉ có mảnh ruộng ngoài kia thôi sao? Nhưng đó đâu phải là nhà ạ. Em biết ngủ ở đâu đây? Chú phải tự biết dựng lều lên mà ở chứ. Cho chú mảnh ruộng là nghĩ cho chú nhiều lắm đấy. Việc làm ăn nhà mình từ mảnh ruộng ấy mà ra chứ đâu. Anh chị chỉ có nhà, sau này chưa biết kiếm việc gì để làm đây. Anh chị đã tính vậy thì em xin nghe theo. Ngày mai em sẽ dọn đồ đi ạ. Đợt này hạn hán kéo dài, đất ruộng khô cằn thế này, làm sao mình gieo trồng được? Chắc phải bỏ xứ mà đi thôi. Tối rồi, mình mà đi tiếp không khéo gặp thú dữ thì nguy. Kiếm chỗ nào nghỉ tạm rồi ngày mai trời sáng lên đường sao vậy? Đây rồi, có chỗ ngủ rồi. Này, hôm nay ta mới phát hiện ra một bí mật đấy. Bí mật gì thế? Cái làng thượng ở bên kia đồi ấy có một cánh đồng rất rộng, nhưng lại bị bỏ hoang vì chẳng bao giờ đủ nước để cấy. Nhưng lũ người ngu ngốc lại không biết rằng chỉ cần đào bật cái cây đa lớn ở đầu làng thì một nguồn nước dồi dào sẽ phun lên. Đến lúc đó thì tha hồ nước mà tưới. Ôi dào, tưởng chuyện gì. Cũng ở cái làng ấy có nhà trồng một rừng trúc, trong đó có một cây trúc bảy đốt. Nếu như ai có thể lấy được cây trúc ấy làm thành kèo nhà thì hàng đêm vàng bạc khắp thế gian sẽ tự động mà bay đến. Ta cũng biết có một ngôi nhà ở đầu làng mà có cái ao nhỏ rất sâu. Ở dưới đáy ao mà tìm trong lớp bùn thứ ba thì sẽ thấy được một chum vàng thôi. Ai mà có chum vàng đấy thì sẽ giàu lắm. Đây rồi, đây chính là ngôi nhà mà con quỷ thứ hai nói. Được, tôi sẽ nhận cậu vào làm, cố gắng chăm chỉ nhé. Vâng, cảm ơn ông, tôi sẽ cố gắng ạ. Đây rồi, đúng cây trúc ấy rồi. Mình sẽ xin ông chủ sau này khi có cơ hội sẽ dùng đến nó. Còn bây giờ mình sẽ tìm đến cái ao đó. Sao, cậu muốn thuê cái ao của tôi để nuôi cá ư? Vâng, nếu được, hàng tháng tôi sẽ vừa trả tiền thuê ao, vừa biếu ông những con cá tươi ngon nhất ạ. Thôi được, cậu cứ tự nhiên dùng cái ao đó đi. Vâng, cảm ơn ông ạ. Con quỷ đó nói quả không sai. Mình phải đánh dấu chỗ này lại, chờ thời cơ thích hợp mới đào lên được. Nước ư? Cái làng thượng ở bên kia đồi ấy có một cánh đồng rất rộng, nhưng lại bị bỏ hoang vì chẳng bao giờ đủ nước để cấy. Nhưng lũ người ngu ngốc lại không biết rằng chỉ cần đào bật cái cây đa lớn ở đầu làng thì một nguồn nước dồi dào sẽ phun lên. Đến lúc đó thì tha hồ nước mà tưới. Tôi đã có cách mang nước về cho dân làng rồi. Thành công rồi, thành công rồi. Chúc hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc. Chúc mừng cô dâu chú rể nhé. Đã đến lúc mình cần đến cây trúc bảy đốt và chum vàng dưới đáy ao kia rồi. Chỉ trong mấy tháng mà thằng hai lại trở nên giàu có như thế ư? Thật không thể tin nổi. Chắc chắn là gặp được tiên rồi mới phất nhanh lên như thế. Ông hãy mau đến tìm chú ấy để hỏi cho ra lẽ đi. Được, tôi sẽ đi một chuyến xem sao. Theo lời thằng hai thì lát nữa sẽ có ba con quỷ đến đây trò chuyện. Mình chỉ cần chờ là có thể nghe hết bí mật của chúng rồi. Hôm nay quả là một ngày may mắn. Ta đã ăn thịt được hai người đấy. Ta cũng bắt được ba người.
nghĩ lại mà vẫn còn thơm thèm. Giá mà có người ở đây thì tốt nhỉ. Ai? Kẻ nào đang ở trên kia? Ôi, ôi! Khi không có mồi ngon dân tận miệng rồi. Tiệm cơm Hoàng Kim. Mình à, hôm nay chúng ta đắt hàng quá nhỉ? Ừ, chúng ta mở cửa hàng cũng chỉ mong thế này thôi là mừng rồi. Trộm, bà con ơi, trộm! Mọi người xem đi, cháu thằng nhóc này vừa ăn trộm của tôi hai cái bánh bao đó. Trời ơi, bé như vậy mà đã bày đặt đi ăn trộm rồi. Dạy nó lên phường đi. Trời, cháu xin bác. Đi, tao phải kéo mày lên phường giải quyết mới được. Khoan đã, để tôi trả tiền hai cái bánh bao cho chị. Hôm nay tạm tha cho mày nha. Đi nào, về quán cơm của ta, chắc là cháu đói rồi. Tại sao cháu lại ăn trộm bánh bao của người ta vậy? Dạ, cháu đã dùng hết tiền của mình để mua gói thuốc này cho mẹ. Cháu đói, và mẹ cháu cũng chưa có gì ăn. Cho nên, cháu đánh liều trộm hai cái bánh bao mang về. Nhưng... Thì ra là vậy. Thôi, bác hiểu rồi. Mình ơi, bà chuẩn bị cho tôi một suất cơm cho thằng bé mang về nhà. Có ngay đây. Bác ơi, bác đã trả tiền hai cái bánh cho cháu rồi. Sao cháu dám làm phiền hai bác nữa? Không, cháu không nhận đâu. Đây là suất cơm ta tặng mẹ cháu cơ mà. Người ốm cần phải tẩm bổ thì mới mạnh khỏe được. Của con đây. Nhớ bảo mẹ con ăn thật nhiều vào cho mau lấy sức nha. Dạ, cháu cảm ơn hai bác. Cháu là Cường. Ngày mai nhất định cháu sẽ đến trả hai bác tiền suất cơm ạ. Bác ơi, cháu đến trả tiền suất cơm hôm qua ạ. Ta đã nói là cho mẹ cháu mà. Cháu cảm ơn bác. Bác ơi, bác có thể cho cháu một suất cơm mang về được không ạ? Cháu chỉ xin chút cơm nguội và một chút nước rau thôi ạ. Được chứ, cháu ngồi đợi một lát, bác sẽ lấy cho. Của cháu đây, ngày mai cháu lại tới nha. Dạ, cháu cảm ơn bác. Sao? Bà biết tin gì chưa? Khu phố cũ nhà mình sắp bị giải tỏa để xây mới rồi. Tôi cũng vừa nghe tin lúc sáng thôi. Giải tỏa hết thì nhà mình biết về đâu bây giờ. Tôi thì chỉ lo cho tiệm cơm này thôi. Bao nhiêu công sức gây dựng của mọi người giờ phải làm lại tất cả. Chào hai bác. Đây có phải là quán cơm Hoàng Kim không ạ? Dạ, đúng là quán cơm Hoàng Kim đây. Nhưng bây giờ quán chúng tôi chưa phục vụ, anh thông cảm nha. Ồ không, tôi là người của một công ty, theo lệnh giám đốc đến đây để mời hai bác cùng hợp tác kinh doanh. Ồ, hợp tác thế nào? Công ty chúng tôi muốn mời hai bác cùng mở một tiệm ăn lớn. Công ty sẽ lo phần mặt bằng và tất cả các chi phí của tiệm, tiền lương của nhân viên. Còn hai bác sẽ quản lý về nhân viên, đầu bếp và chất lượng của món ăn. Lợi nhuận sẽ chia đều 50-50. Hai bác thấy thế nào? Tất nhiên là chúng tôi đồng ý. Nhưng mà hình như chúng tôi chiếm phần lợi nhiều quá rồi. Chúng tôi có quen với công ty nào đâu. Có đấy. Mời hai bác đi một chuyến đến thăm cửa tiệm mới. Giám đốc của tôi đang chờ hai bác đấy ạ. Đẹp quá. Xin mời theo lối này. Xin chào hai bác ạ. Cậu là... Cháu chào hai bác. Cháu là Cường đây ạ. Trời, là cậu bé Cường. Cường năm xưa đó sao? Những bữa cơm của hai bác ngày xưa đã làm động lực cho cháu. Nhờ đó mà cháu mới có được ngày hôm nay đấy ạ. Cháu luôn biết ơn hai bác rất nhiều. Và mong sớm báo đáp được lòng tốt của hai bác.
Thật không ngờ cậu bé nghèo đói ngày xưa đã trưởng thành đến như vậy rồi. Phải đó, hai bác rất mừng cho cháu và cũng cảm ơn cháu rất nhiều. Cảm ơn cháu. Lãi lời. Đúng là chẳng gì cực bằng cái nghề đồng áng này, mà rồi cũng chẳng được bao nhiêu. Quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nhọc quá. Giờ còn trẻ, còn làm được, sao già yếu, không biết trông vào cái gì. Này, kia chẳng phải anh Tám đấy ư? Anh Tám, anh Tám ơi. Chào hai anh, lâu quá không gặp. Lâu quá không gặp, hai anh khỏe không? Chúng tôi vẫn vậy thôi. Ấy chà, anh làm gì mà dạo này ách thế? Trông là biết trúng quả rồi. Quần áo là được thế này, lại còn xe xịn thế kia. Thì cũng phải nghĩ cách đi buôn mới mong nổi đời được. Chứ cứ ru rú ở làng quê này thì ăn thua gì. Anh buồn cái gì vậy? Chỉ cho chúng tôi với. Chúng tôi cũng đang chán cái cảnh này lắm đây. Đây. Đài á? Bản ấy cách làng ta 50-60 cây số thôi. Ở đấy dân trí còn thấp. Tôi mang đài lên bán, dạy họ cách sử dụng, cập nhật được thông tin. Họ thích lắm, tranh nhau mua. Ừ. Hằng ngày ngoài này tôi lấy cái loại rỡm rỡm rẻ tiền mang vào ấy, bán phải được gấp hàng chục lần. Gì? Những chục lần ư? Lãi kinh thế. Thế mới nói. Nhưng như vậy có quá đáng không? Đành rằng buôn bán thì phải có lời, nhưng lãi quá cũng... Kệ chứ, mà dân bản họ còn ngây thơ lắm, không nghi ngờ gì đâu. Phải đấy, thế đợt tới anh đi, cho tôi đi theo với nhé. Được, anh có đi luôn không? Không, tôi không đi đâu, tôi thấy cứ thế nào ấy. Thôi, tùy anh, chứ tôi thấy vụ này hay quá rồi còn gì. Sao anh bạn, đi chưa quen có mệt không? Mệt thật. Nhưng không sao, tôi cố được mà. Đường tuy khó đi một tí, nhưng tính sơ sơ chỗ này ta cũng phải lãi vài triệu. Anh thấy còn gì sướng hơn không? Trời ơi, nghe đã thấy sướng rồi. Anh giỏi thật đấy. Gì thế? Ôi, ôi, nguy quá. Anh Tám, anh có sao không? Có ai không? Cứu tôi với. Đau quá, chân tôi. Trời ơi, chân tôi đau quá, chắc gãy rồi. Xe cũng hỏng rồi, anh thì gãy chân. Chúng ta chỉ còn nước ngồi xem có ai đi ngang qua thì nhờ giúp thôi. Có ai không? Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Ai đấy? Có chuyện gì vậy? Ôi, cứu với. Cứu chúng tôi với. Ôi, tôi ở đâu thế này? May quá, anh tỉnh rồi. Ấy, cậu đừng có cử động. Nằm yên tại chỗ đi. Chân cậu bị dập rồi, suýt chút nữa thì đứt cả gân. Trời ơi, nặng thế ư hả cụ? Nhưng mà đừng lo, già làng đã bó thuốc kỹ cho cậu rồi. Nghỉ ngơi vài ngày là đỡ đau thôi. Già làng phải lên tận đỉnh núi hái lá thuốc đấy. Tốt lắm. Bà con tốt quá, chúng cháu thật may mắn. Có gì đâu mà hai cậu nói vậy. Hai cậu chẳng ngại đường xá xa xôi, lặn lội mang cái thông tin lên tận đây cho chúng tôi. Lời lãi chắc cũng chẳng được là bao. Chúng tôi còn chưa cảm ơn hết nữa là... Không có gì. Hai cậu đừng ngại, cứ ở đây nghỉ ngơi. Bao giờ khỏe hẳn hãy về. Dân chúng tôi không có nhiều tiền, nhưng tình cảm thì dư dả lắm. Chúng cháu cảm ơn mọi người. Chúng cháu...
Alo, tôi Nít Kỳ xin nghe. Báo cáo phó đô đốc, chiến hạm 06 của chúng ta bị mai phục trúng thủy lôi, khiến 3 chiến sĩ hy sinh, 3 chiến sĩ bị thương nặng. Hả? Có chuyện đó sao? Ừ, tôi hiểu rồi. Triệu tập họp chỉ huy khẩn. Tình hình của chúng ta vô cùng căng thẳng. Vừa rồi lại có thêm 3 chiến sĩ hy sinh. Sao lại thêm 3 người nữa? Vì thế tất cả chúng ta đều phải chuẩn bị tinh thần thật cao, luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Có lệnh phải xuất trận ngay. Tất cả rõ chưa? Rõ. Vậy mà có thể nổi sóng bất cứ lúc nào. Ước gì biển lúc nào cũng bình yên thế này. Cậu nhìn này, một đàn cá con kìa. Chúng đang cùng nhau đi kiếm thức ăn. Trông chúng thật ngộ. Trời, con cá to ấy từ đâu ra vậy? Quả là một trận hải chiến rất gọn gàng. Lũ cá con nhanh nhẹn là vậy, mà cũng không thể thoát khỏi màn đánh úp của con cá lớn. Nó từ dưới lòng nước sâu lao lên với tốc độ như vậy, lũ cá con làm sao có thể phát hiện ra được chứ? Chúng không hề có chút cảnh giác nào, bởi xung quanh quá thanh bình. Này Mark, tớ chợt nghĩ ra ý này rất hay. Nếu như có thể chế tạo ra được một thế đánh bất ngờ giống như con cá lớn ấy, nếu có một con tàu có thể lặn xuống dưới nước, lũi xuống dưới chiến hạm của quân địch và bất ngờ lao lên tấn công thì hay biết mấy. Phải đấy, một chiếc tàu từ lòng biển lao lên, làm gì có ai đề phòng được chứ. Tàu địch có nhanh mấy cũng không thể trở tay kịp. Quả là một ý tưởng rất hay. Một gợi ý từ biển cả. Sự phát hiện tình cờ của anh lính hải quân David Bushnell đã mang lại đóng góp không nhỏ cho ngành quân sự. Sau này, qua sự cải tiến không ngừng của các nhà khoa học, chiếc thuyền bơi ngầm đã trở thành vũ khí bí mật hiện đại. Đó chính là những chiếc tàu ngầm hiện đại ngày nay. Từ một câu chuyện cá bắt mồi mà một phát minh vĩ đại vô cùng hữu ích đã được ra đời. Lớp học thiên thần. Thiên thần tới rồi kìa các cậu ơi. Chào những thiên thần nhỏ tương lai của ta. Chúng con chào thiên thần ạ. Thưa người, chúng con đã hoàn thành khóa học rồi. Vậy bao giờ chúng con mới được trở thành thiên thần như người ạ? Sẽ sớm thôi. Hôm nay ta đến đây để giao cho các con một việc. Là việc gì ạ thân người? Chúng con luôn sẵn sàng. Thân người, chúng con phải làm gì với những chiếc đèn vàng này ạ? Sắp tới thiên đình sẽ tổ chức yến tiệc đêm. Các con có nhiệm vụ lau những chiếc đèn vàng này cho thật sáng bóng, để có thể chiếu những ánh sáng lung linh nhất cho buổi yến tiệc của thiên đình. Ồ, tuyệt quá! Thiên đình sắp có yến tiệc. Chắc phải rực rỡ lắm đó. Đèn của tớ sẽ sáng nhất trong yến tiệc cho mà xem. Đèn của tớ cũng sẽ tỏa sáng không kém của cậu đâu nhé. Ta tin tất cả các con đều sẽ làm tốt thôi. Ta sẽ quay lại sau một vài hôm nữa. Các con hãy chăm chỉ nhé. Dạ, chúng con sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ ạ. À.
thiên thần nói vài hôm nữa sẽ quay lại. Sao hôm nay vẫn chưa thấy thiên thần đến nhỉ? Ừ nhỉ, chắc thiên thần bận nhiều việc quá nên quên mất chúng ta rồi. Đã mấy ngày rồi mà thiên thần không tới. Chắc là thiên đình không tổ chức yến tiệc nữa rồi. Có lẽ vậy, chán thật đấy. Vậy thì những chiếc đèn này không dùng đến nữa rồi. Chúng ta lau làm gì nữa nhỉ? Đúng vậy đấy, có lau sáng bóng cũng có dùng đâu. Chúng ta đừng lau nữa. Phải đó, mà có dùng thì chúng mình lại lau, lo gì? Đúng thế, mình có thể lau lại mà. Thôi, cậu đừng lau đèn nữa, chúng ta ra ngoài kia chơi đi. Nhưng mà thiên thần đã tới đâu? Không, tớ sẽ tiếp tục lau nó, cho đến lúc nào thiên thần tới lấy đèn hoặc có lệnh khác mới thôi. Cậu không thấy hả? Thiên thần sẽ không trở lại, yến tiệc chắc cũng hoãn luôn rồi, lau làm gì nữa? Tớ không chơi đâu, tớ phải lau tiếp. Tớ tin thiên thần sẽ trở lại. Thế thì cậu cứ ngồi đó mà lau đi, chúng ta đi chơi đây. Đúng là đồ nhóc. Con à, thiên thần, chúng con chào người. Thế nào, đèn của các con đâu rồi? Dạ, chúng con đã lau rất sạch rồi ạ. Xin người đi theo chúng con. Chết, những chiếc đèn lại bám bụi hết rồi. Các con không lau đèn sao? Chúng con đã lau rất sạch rồi, nhưng mà chờ mãi mà không thấy người tới nên... Thưa thiên thần, đèn đây ạ. Con đã lau sạch chiếc đèn theo lời người dặn rồi ạ. Tớ hút lắm, con làm rất tốt. Các con biết không, đây chính là phần thử thách cuối cùng để chọn ra người được chính thức trở thành thiên thần. Và lần này chúng ta chỉ có duy nhất một thiên thần đạt tiêu chuẩn. Ơ? Ồ, cậu ấy mọc cánh kìa. Cậu ấy thành thiên thần thật rồi. Chỉ cần các con có thêm một lòng kiên trì, tận tụy thì sẽ làm được như bạn ấy, sẽ tốt nghiệp khóa học thiên thần. Các con cần nhớ, thiên thần phải có đủ những phẩm chất tốt đẹp. Dạ, chúng con hiểu rồi ạ. Chúng con cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tốt lắm, ta hy vọng các con đều sẽ trở thành những thiên thần tuyệt vời của thiên đình. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.